Xin chào các bạn ha. Thì hôm nay đi ra vườn ổi các bạn. Vườn ổi nhà mình nè. Thì các bạn hỏi trồng trái cây sạch với lại trồng bình thường nó như thế nào. Thì các bạn hay hỏi là trái cây sạch đúng không? Đây, mình sẽ cho các bạn coi. Đây là khoảng 4 sào ổi nha các bạn. Đó, khoảng 4 sào ổi. Thì đây các bạn thấy chảy nước nè. Đó. Ba mẹ mình chảy nước đó. Đó. Ba má mình chảy nước á. Rồi. Thì đây các bạn nhìn thấy trái cây sạch nè. Đây. Đó, các bạn thấy tất cả những trái ổi đều được bao lại nè các bạn. Đó, nên khi mà mình xịt thuốc á các bạn. Đó. Bạn thấy không? Này. Khi mà mình xịt thuốc á là thuốc nó không có vào trái cây mà nó chỉ vào cái thân cây với lá thôi. Đó, nó không ảnh hưởng tới trái cây. Thì thường là phải xịt theo quy định. Cái liều lượng theo cái quy định. Đó, các bạn thấy. Không phải muốn xịt gì là xịt đâu nha các bạn. Nó có quy định liều lượng khi dùng thuốc. Đó, các bạn nhìn. Đó, tất cả ổi luôn các bạn nha. Chỉ cần ra trái nhỏ thôi nha các bạn. Đây. Các bạn nhìn nè. Đó. Chỉ cần mà đây. Để mình cho bạn xem đây ngay chỗ cái bông nè. Đó, các bạn nhìn thấy cái bông không? Đó, cái bông nè. Thì chỉ cần nó lên cái bông gì thôi, nó hình thành trái thôi là bắt đầu là phải bao nó lại nha các bạn. Tại vì mình không bao lại là một là nó sẽ bị gió nó rụng. Ở Ninh Thuận này thì nó gió nhiều lắm các bạn. Lúc mình quay thì mình lựa lúc yên tĩnh. Còn các bạn biết là gió thì rất là dữ, nếu mà mình không bao lại thứ nhất là nó rụng, thứ hai là con này con kia nó ăn các bạn, nó trái non thôi nhưng mà nó ăn luôn. Đó. Thứ ba là mình bao lại để mình làm nói chung là mình trồng theo cái quy định trái cây sạch thì mình sẽ bao nó lại. Và khi mà các bạn xịt thuốc cũng như là các bạn vô phân xịt thuốc đó, thì chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến cái trái cây của mình đó, các bạn thấy. Còn đặc biệt khi mình trồng khu vực ở Ninh Thuận thì các bạn sẽ thấy không có tình trạng là chúng ta xách vòi chúng ta đi tưới, là sẽ có hệ thống mương nước như thế này nè các bạn đó. Thì mương nước đó, các bạn thấy là mương nước, người ta gọi là chạy nước đó các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy dài ra luôn á, xa thật xa đó. Đây mình đi qua một cái phần cũng y chang luôn nè. Mình chia mỗi một cụm như vậy khoảng 4 cây nha các bạn. Đây các bạn thấy bạc ngàn luôn, bạc ngàn ổi luôn nha các bạn. Đây đó, thế bạn thấy một cái đoạn rẫy thôi, mình sẽ chia bề ngang nó khoảng 6 mét thì có khoảng được 3 đến 4 cây, thì thường là 3 cây, bề ngang 6 mét là khoảng 3 cây. Nè, ở đây cũng có một số trái bao rồi nè các bạn. Đây, các bạn nhìn nè. Đó. Nên là trái ổi nó rất là sạch và nó rất là ngọt nha các bạn. Cứ trái nào mà bắt đầu mình ra bông đây, ở đây có vài cái đọt bắt đầu ra nè, thì lúc này chúng ta sẽ vô bao. Đây, ở đây có mấy cái nụ nè các bạn nhìn nè. Đó, là chút xíu nữa là mình sẽ đi vô bao. Đó, các bạn thấy. Chút nữa là ba má mình cũng đi vô bao.
tất cả những cái trái trái non. À, bên này các bạn cũng thấy là một cái đoạn đi nước nữa các bạn. Đó, một cái đoạn chạy nước đó các bạn. À, đây là hơn 4 sào ổi nha các bạn. Đó. Thì phía trên này thì cây nó cũng bắt đầu nó già rồi, nó si rồi. Có chỗ này lớn mà chưa vô bọc rồi bạn. Đây. Lớn mà chưa vô bọc này. Để mình quay một vườn ổi trồng sạch nó sẽ như thế nào. Các bạn nhìn thấy ở đây là cắt sỏi nha các bạn nha. Đây, cắt đỏ nha các bạn. Đây, các bạn nhìn nè. Gió như fan mà nắng như rang. Rồi, tới đây mình xin kết thúc cái video giới thiệu các bạn cái mô hình trồng ổi sạch tại Ninh Thuận. Mình xin chào, chúc tất cả các bạn thành công.